Sáng ngày 27 tháng 11, ngư dân thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi kéo lưới rùng sáng sớm đã bất ngờ trúng đậm mẻ cá nục, cá sòng gần 3 tấn. Giá cá hiện tại khoảng 30.000 đồng 1 kg. Theo các ngư dân, đây là lần kéo lưới rùng thu được mẻ cá lớn như vậy. Ngư dân rất vui mừng khi gặp được luồng cá đi gần bờ. Chỉ cần một tấm lưới dài vài ngàn mét, thuyền thúng và số lượng người tham gia kéo lưới từ 15 đến 20 người. Đây là cách đánh bắt cá truyền thống lâu đời. Một người có nhiệm vụ chèo thúng ra khơi cách bờ 1 đến 1,5 km để thả lưới. Một đầu còn lại giữ trên bờ, lưới thả theo hình vòng cung. Cá tôm sẽ mắc lưới và dồn lại ở tấm lưới. Sau đó những người kéo lưới sẽ dồn lực kéo lên bờ. Trung bình thời gian kéo tấm lưới gần 1,5 đến 2 giờ đồng hồ. Điều thú vị của nghề kéo lưới rùng là nhìn những con cá tươi rói nhảy tanh tách ở tấm lưới kéo vào bờ. Cá tươi ngon được thu mua ngay tại bờ biển.